Nhung em sẽ đại diện nhóm 4 thuyết trình về phim tài liệu sử dụng nhiều phỏng vấn nhân vật. Thì để cho ra được cái kết quả nghiên cứu như thế này thì chúng em đã tiến hành tra cứu từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau và đồng thời cũng nghiên cứu thực tế và khảo sát những bộ phim tài liệu kinh điển về phong cách này để cho ra những kết quả về phim tài liệu sử dụng nhiều phỏng vấn nhân vật ạ. Đầu tiên thì nội dung thì bọn em sẽ có hai nội dung, là một là về phong cách phim tài liệu và hai là khảo sát ba bộ phim của Mỹ. Về phong cách làm phim tài liệu sử dụng nhiều phỏng vấn nhân vật. Đầu tiên là định nghĩa thì phim tài liệu truyền hình là một thể loại báo chí truyền hình nằm trong nhóm thể loại chính luận nghệ thuật từ từ điển bách khoa toàn thư của Mỹ thì cho rằng là phim tài liệu truyền hình là những tác phẩm truyền hình có cấu trúc chặt chẽ nhằm mục đích khám phá sự kiện, hiện tượng, con người trong đời sống hiện thực một cách chi tiết. Và phim tài liệu sử dụng nhiều phỏng vấn là thể loại phim tài liệu hạn chế lời bình mà thay vào đó thì sẽ sử dụng trực tiếp lời phỏng vấn hoặc là những cuộc đối thoại của nhân vật để thể hiện tư tưởng chủ đề chính của bộ phim. Về đặc điểm, đầu tiên thì phim tài liệu sử dụng nhiều phỏng vấn thường ít được thu thanh lại mà sử dụng kỹ thuật thu thanh trực tiếp tại hiện trường nhiều hơn. Thứ hai là mang đậm tính chân thực, làm nổi bật tính cách, bản chất thật sự của con người, sự vật hiện tượng. Thứ ba là làm cho khán giả có cảm giác được tham gia vào câu chuyện mà bộ phim đang nói tới khi khắc họa hình tượng giống như đang trò chuyện với chính khán giả. Tiếp theo là về chức năng. Thì chức năng đầu tiên của phim tài liệu đó chính là thông tấn và báo chí. Đầu tiên thì là chức năng này thì là chức năng quan trọng nhất, chi phối toàn bộ quá trình sáng tạo phim tài liệu truyền hình, dẫn tới quan niệm phim tài liệu truyền hình là một thể loại tác phẩm báo chí truyền hình. Thứ hai là tính thời sự trong phim tài liệu truyền hình thì được thể hiện qua việc phản ánh sự kiện, vấn đề, nhân vật hàng ngày với những thông tin nóng hổi, kịp thời, xác thực, yếu tố chính trị, phục vụ kịp thời mục đích tuyên truyền như là các sự kiện chính trị nổi bật, những ngày lễ lớn, các dịp kỷ niệm. Thứ hai là về giáo dục và nhận thức thì đầu tiên là nâng cao nhận thức và tư duy của người xem thông qua những hình ảnh có thật về con người, đất nước, thiên nhiên, sự kiện, sự việc với tất cả sự phong phú đa dạng của nó. Thứ hai là qua cái việc sử dụng một cách có hiệu quả các thủ pháp nghệ thuật, điều mà các thể loại tác phẩm báo chí truyền hình khác khó có thể thực hiện được do đặc điểm thể loại, độ dài thời gian, chính là thời lượng và mục đích thông tin để nâng sự kiện lên tầm khái quát hóa bằng hình tượng tiêu biểu. Thứ ba là về thẩm mỹ và giá trị tư liệu lịch sử. Thì giá trị tư liệu lịch sử của phim tài liệu truyền hình nói riêng cũng như là phim tài liệu nói chung, đặc biệt là đối với các sự kiện, sự việc chỉ xảy ra một lần hoặc là những sự kiện, sự việc con người thuộc về lịch sử với những hình ảnh không gì là tái tạo được. Thứ ba là về sự khác biệt của phim tài liệu sử dụng nhiều phỏng vấn với các phim tài liệu khác thì đầu tiên là do sử dụng lời nói trực tiếp của nhân vật làm tài nguyên nên là phong cách phim tài liệu này ít ít khiến người xem có cảm giác lê thê, dài dòng, tiết tấu chậm chạp như các bộ phim tài liệu sử dụng nhiều lời bình. Thứ hai là dựa vào nhiều mạch cảm xúc của nhân vật để dẫn dắt câu chuyện. Thứ ba là nội dung của phim thì sẽ được xây dựng từ quá trình sắp xếp lời kể của nhân vật. Vậy thì khi nào thì cần làm phim tài liệu có phỏng vấn? Đầu tiên là thể loại phim về những vấn đề xã hội, về những tác động trực tiếp đến con người, sự vật, sự kiện cụ thể. Thứ hai là khi mà cần đi sâu vào cảm xúc của nhân vật. Và thứ ba là cần tìm hiểu sâu về một chủ đề nhất định. Sau đây thì là khảo sát của bọn em về những bộ phim Mỹ có sử dụng nhiều phỏng vấn. Đầu tiên là bộ phim Vén Màn Bí Mật. Thì khái quát về bộ phim này thì bộ phim tài liệu được chiếu trên Netflix này là vào vụ án phức tạp về vụ giết người về vụ phức tạp về vụ giết một cô gái trẻ. Thì đây là một vụ án hình sự liên quan đến hai nước Mỹ và Đan Mạch năm 2007
một sinh viên trao đổi người Mỹ là bạn cùng phòng với nạn nhân đã bị kết tội sau đó. Chỉ mới 20 tuổi, cô đã bị kết án và ở tù 4 năm ở Mỹ vì một vụ giết người mà cô không phạm phải. Và với sự kết hợp hồi hộp của các cảnh quay lưu trữ và các cuộc phỏng vấn của những người liên quan đến sự kiện này, Amadan đã sẵn sàng kể câu chuyện của mình với thế giới. Về ưu điểm và nhược điểm của bộ phim này, thì ưu điểm đầu tiên đó chính là tất cả những thước phim là thật, phỏng vấn người thật, việc thật. Thứ hai là những câu quote khơi gợi cho người xem nhiều suy nghĩ về bộ phim cũng như là triết lý sâu sắc trong cuộc sống. Thứ ba là âm thanh, nhạc phim kết hợp hài hòa với cảnh tạo tính gây cấn hồi hộp cho bộ phim. Thứ tư là các cảnh quay trong phim được sắp xếp hợp lý logic. Và nhược điểm đầu tiên của bộ phim đó chính là nhà báo tin tức thì đã bị làm cho xấu đi nhiều hơn khi mà ở trong phim. Và có nhiều sự kiện thiên vị cho cánh nhà báo bên Mỹ, khiến cho nhà báo bên Ý trông thì có vẻ kém cỏi hay là đưa tin sai và chỉ thích có nhiều sự chú ý hơn. Về nhược điểm thứ hai, đó chính là cách điều tra của Ý cũng bị làm cho trở nên không có vẻ không đúng so với sự thật và còn thua kém nhiều so với lại Mỹ và khiến nhiều lần Mỹ có vẻ muốn nhúng tay vào. Và những sự thật thì họ có thể điều tra sai, còn nhiều thứ sót nhưng mà không có nghĩa là họ kém. Và lý do mà bộ phim sử dụng nhiều phỏng vấn thì đầu tiên là phim được xây dựng theo hướng phỏng vấn người trong cuộc, mô tả lại chuyện xảy ra, các tin tức, các đoạn phỏng vấn, các đoạn thời sự cùng với vài clip trong tòa để tạo cho người xem được một cái nhìn chân thực về toàn bộ sự việc. Và phim không đi sát vào từng sự việc hay là từng lần mở tòa phá án. Thứ hai là việc mà các đoạn phỏng vấn xuất hiện nhiều trong bộ phim thì sẽ khiến nội dung phim được khái quát một cách cụ thể, rõ nét thông qua lời kể của nhân vật trong phim, và do đó là phỏng vấn là tiền đề để tạo ra xương sống cho bộ phim. Và bộ phim thứ hai thì cũng là bộ phim dịch ra tiếng Việt cũng là Vén Màn Bí Ẩn. Thì đây là một bộ phim tài liệu gồm 7 phần hấp dẫn theo sau vụ giết người chưa được giải quyết của một nữ tu ở Baltimore và những bí mật, nỗi đau khủng khiếp kéo dài gần 5 thập kỷ sau khi cô ấy qua đời. Và bộ phim đã đưa ra những giả thuyết cho cái chết của Cathy, và trong đó thì người ta nghi ngờ rằng cô bị sát hại vì khám phá ra bí mật liên quan đến việc ấu dâm trong các nhà thờ công giáo lúc bấy giờ. Và về ưu và nhược điểm của bộ phim này thì đầu tiên các câu chuyện ưu điểm đầu tiên thì là các câu chuyện liên quan đến lạm dụng tình dục, giết người, cảnh sát biến chất và tôn giáo. Thì đây là một đề tài chưa được khai thác nhiều nên là đã thu hút được rất là nhiều sự chú ý của khán giả. Thứ hai là mạch phim logic theo thời gian, lời phỏng vấn, các chi tiết được điều tra làm rõ, giúp người xem có thể dễ dàng theo dõi vụ án và đưa ra những phán đoán của bản thân. Thứ ba là vào cuối mỗi tập phim, một sự thật mới được đưa vào câu chuyện giống như là một tảng đá thành hồ, kích thích người xem phải tiếp tục theo dõi và chờ đợi kết quả. Thứ tư, ưu điểm thứ tư là đưa máy quay vào một loạt người ở độ tuổi 60-70, điều mà TV hiếm khi làm được. Nhược điểm đầu tiên của bộ phim là mạch phim đôi lúc khá dài, vòng vo, gây khó chịu cho người xem, đồng thời là các vụ kiện và điều tra chưa mang tới sự thỏa mãn cho khán giả. Nhược điểm thứ hai là bộ phim có quá nhiều người trong số những người có câu trả lời đã chết hoặc mất tích hoặc là bị hạn chế nói, do đó thì bộ phim ít sự phong phú về mặt tinh thần. Và thông qua các cuộc phỏng vấn với hàng chục bạn bè, người thân nhà báo, các quan chức chính phủ và công dân Baltimore để từ đó phát hiện ra nhiều sự thật về cái chết của Cathy. Thứ hai là phỏng vấn là một phần quan trọng kết hợp cùng với tình tiết, nhiều nghi phạm và các khía cạnh liên quan khác giúp vụ án thêm chân thực và rõ nét. Và điều thứ ba khiến mà bộ phim sử dụng nhiều phỏng vấn đó chính là bên cạnh đó thì đây là một bộ phim tài liệu liên quan tới một vụ án mạng nghiêm trọng nên việc có nhiều phỏng vấn từ các bên liên quan là một phần không thể thiếu, và chính nó thì đã tạo ra một mạch phim hoàn chỉnh trong toàn bộ các phần. Và nếu thiếu phỏng vấn thì thứ người xem nhận được chỉ là những tài liệu điều tra có sẵn sẽ kém thu hút từ phía cảnh sát. Và bộ phim cuối cùng bọn em khảo sát đó chính là bộ phim Bước Ngoặt 11 tháng 9 và cuộc chiến chống khủng bố. Bước Ngoặt 11 tháng 9 và cuộc chiến chống khủng bố là bộ phim tài liệu kể về sự kiện khủng bố ngày 11 tháng 9 do tổ chức khủng bố IE
gây ra vào những năm 1980, song song đó là sự đáp trả đến từ cường quốc Hoa Kỳ từ bên trong lẫn bên ngoài quốc gia. Thứ hai đó là phim tập trung giải thích lý do Mỹ bị tấn công, những lỗ hổng tình báo và cách Nhà Trắng đối diện với cuộc chiến khủng bố trong hai thập niên. Thứ ba là tác phẩm không có người dẫn chuyện, nội dung được ghép nối qua những phim tài liệu, băng ghi âm, điện thoại hoặc là cuộc phỏng vấn trực tiếp. Về ưu và nhược điểm của bộ phim thì ưu điểm đầu tiên đó chính là thời gian phù hợp để người xem có thể dễ dàng theo dõi diễn biến mà không bị nhàm chán. Phim có nhiều cảnh đắt giá, chân thực, âm thanh sống động, được sử dụng phù hợp với bối cảnh và nội dung từng phân đoạn và từng phần phỏng vấn. Ưu điểm thứ hai là mạch phim logic, theo diễn biến thời gian thì sẽ giúp người xem có cái nhìn toàn cảnh về các chính sách của các đời tổng thống Mỹ khi phải đối phó với các cuộc khủng bố quy mô lớn, đồng thời là tăng thêm tính chân thật. Thứ ba là cung cấp cái nhìn toàn cảnh về sự kiện, khai thác ý kiến từ nhiều đối tượng để có quan điểm đa chiều, cảm xúc phần lớn đến từ lời kể của những người chứng kiến trải qua các sự kiện. Và phim cho khán giả được cái góc nhìn trung thực và đầy đủ nhất về sự kiện 11 tháng 9, tạo cơ hội để nước Mỹ nhìn lại những sai lầm trong cuộc chiến chống khủng bố. Về nhược điểm của bộ phim thì nhược điểm đầu tiên đó chính là làm bộ phim cho người xem thấy được một số sai lầm, những các chính sách của đời Tổng thống Mỹ nhưng lại chưa đi sâu hẳn vào bản chất của những chính sách đó. Bộ phim tuy có nhiều phỏng vấn nhưng nhìn chung thì đều chỉ nói tới những cái thiệt hại đối với Mỹ, từ đó hợp pháp hóa cho các cuộc chiến tranh can thiệp và chiến tranh thực dân mới ở Iraq hay là một số các nước khác. Và nguyên nhân Mỹ phải đối mặt với khủng bố, những lỗ hổng trong tình báo và cách thức giải quyết đều cần được phản ánh một cách đa chiều và logic. Vì vậy mà bộ phim cần phải có nhiều phân đoạn phỏng vấn để cung cấp cho người xem cái nhìn toàn diện nhất về toàn bộ sự việc. Thứ hai là những phân đoạn phỏng vấn cho người xem thấy rõ nhất những hệ quả khủng khiếp mà chiến tranh gây ra đối với không chỉ nước Mỹ mà còn lại là những ảnh hưởng sau này đối với thế giới. Từ đó đặt ra trách nhiệm của nhà cầm quyền, đền bù thiệt hại nặng nề về tinh thần cho nạn nhân và cuối cùng là sẽ đặt ra câu hỏi đời người có tham vọng nào lớn hơn là mang lại một nền hòa bình thực sự. Đời người có tham vọng nào lớn hơn là mang lại một nền hòa bình thực sự, lâu dài và vĩnh cửu trong phần kết của toàn bộ bộ phim. Và vậy em cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe. Thì trên đây là danh sách thành viên của nhóm em ạ.